Em xin chào tất cả các anh chị nha. Hôm nay em tiếp tục lên một video giới thiệu tất cả anh chị mình cùng sưu tầm một số mặt hàng hoa lan, cây có sẵn ở vườn nha em hết nha anh chị. Cho nên mình cứ thích mẫu nào thì mình cứ nhanh tay mình gọi điện cho em để mình đặt hàng. Số điện thoại của em là 0933124442 thì mình có thể kết bạn Zalo với em số đó luôn nha anh chị. Đầu tiên lên cho anh chị mình một cây hoa rất là đẹp luôn. Cây này tên của nó là Na Con Chơi Sĩ Delay Gen, mình gọi tắt nó là Mr. Gen đó anh chị. Đây chị xem nè, hoa rất đẹp luôn. Đó, cái này là chậu em trồng chậu lớn, cây này em trồng cũng khá là lâu rồi. Em trồng ở chậu to để làm chậu tác phẩm với lại lấy mẫu để cho anh chị mình cùng xem, với lại để ví dụ như có những cái hội thi á thì mình trồng để mình đến mình tham gia cho vui á anh chị. Đây anh chị xem bông nó là rất là đẹp luôn nè. Đó. Thấy không? Năm bông luôn anh chị. Đó, năm bông luôn, vòi hoa nè. Cái cây Mr. Gen này đặc biệt cái vòi hoa của nó rất là dài. Phát hoa rất là cao như thế này cho nên là nó lực hoa của nó ra một lần 4-5 bông, đó là chuyện rất là bình thường luôn nha anh chị. Nếu như mình trồng thuần chậu, cây khỏe mạnh thì nó sẽ ra khoảng tầm từ 3 cho tới 6 hoa là chuyện rất là bình thường nha anh chị. Cây càng khỏe thì ra hoa càng nhiều. Đó, nhưng mà hoa rất là to luôn nè chị không? Anh chị thấy không? Bằng cái bàn tay em luôn nè, hoa rất là to, nhiều bông nhưng mà hoa rất là to, rất là thơm luôn nha anh chị. Đó. Anh chị mình xem là mình chỉ cần mình trồng thuần cây lực khỏe là nó sẽ ra rất là nhiều hoa rất là đẹp luôn. Mr. Gen. Đây size cây em bán là như thế này. Size cây em bán đây. Đó là 180.000. 180.000 một chậu thôi. Thì Mr. Gen này em đặt cái nó mã của nó là mã B05. Mã B05 nha anh chị, đây là cây em bán. Cây thực tế em bán đây anh chị xem nè, vòi hoa nè, nó rất là xiên hoa luôn, lên thân nào là đều cho hoa hết. 180.000. Rất là đẹp luôn nha anh chị, 180.000 mã B05 Mr. Gen. Đó, rất là đẹp luôn. Anh chị mình nó yêu thích dòng hoa lan cách đây da thì mình không thể bỏ qua cái cây Mr. Gen này luôn được nha anh chị. Rất là đẹp luôn, rất là đáng để chơi. Ở thích chơi hoa thì cứ chơi cái Mr. Gen này, vừa sai hoa, hoa nhiều mà xiên hoa nữa. Đó, rất là đẹp luôn, 180.000 một cây thôi. Anh chị mình yêu thích thì mình nhanh tay mình đặt hàng, mình chốt mã B05. Gọi điện liền cho em số điện thoại 0933124442 để mình đặt hàng nha anh chị. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo lên cho anh chị mình một cây màu tím. Màu tím của dền đó anh chị, rất là đẹp, hoa rất là to. Tím rất là đậm đà, rất là đẹp luôn nha anh chị. Này á, tím, màu tím của cái củ dền á. Đó, rất là đẹp luôn. Cái này là mã C9. Cây em bán đều đã trồng bằng than rồi, cho nên về anh chị mình chỉ treo lên mình chăm sóc, mình chờ ngắm hoa thôi. Đó, mã C9. C9 130.000 thôi, giá rất là rẻ, rất là đẹp luôn. Đó, C9 130.000 thôi, mình nhanh tay mình chốt để về mình sưu tầm một cái mã hoa rất là đẹp luôn nha anh chị. Đó, hoa cực kỳ to, cực kỳ đẹp. Cây bán đã trồng thuần rất là đẹp, rất là khỏe rồi. Chậu cây em đưa lên bán cho anh chị mình như thế này thì gửi hàng size cây sẽ trung bình bằng với cây này nha anh chị. Size cây trung bình sẽ bằng với chậu cây bán như thế này. Cây em đưa lên video, cây đều đã trồng thuần bằng than rồi. Cho nên những anh chị nào mình mới chơi á thì mình cứ mua những cái cây này về mình chỉ chăm sóc thôi, mình không phải trồng lại nữa. Mình mới biết chơi, mình sợ mình không biết cách trồng á, thì mình cứ mua những cây đã trồng thuần ở vườn em về mình treo lên mình chăm sóc chờ ngắm hoa thôi. Cây bám rễ xuống rồi lên thân mới là sẽ cho hoa. Dòng cá tại gia thì cực kỳ xiên hoa, mã C09. Mình cứ nhắn tin qua số nhắn tin hoặc là mình kết bạn với em qua số điện thoại Zalo 0933124442 để mình xem thêm nhiều mẫu hoa mình đặt nha anh chị. Trên trang Zalo của em có đăng rất là nhiều mẫu hoa. Đó, trên đó thì mình có thể vô mình xem để mình tham khảo thêm. Và anh chị mình nhớ đăng ký kênh YouTube Hoa Lan Cách Ly Gia Mỹ Hạnh của em. Để khi mà em lên những cái video bán hàng như thế này nè thì anh chị mình sẽ dễ dàng mình cập nhật, mình xem những cái mẫu mới hoặc là những cái dòng cây nào mình thích á thì mình xem trực tiếp như thế này thì mình rất là dễ để sưu tầm nha. Tiếp theo lên cho anh chị mình mã B16. Mã B16, một cái cây này người ta gọi là cây cắt cầu vồng á anh chị. Bởi vì sao? Vì nó rất là nhiều màu, anh chị xem nè. Hoa nở nó đổi màu rất là nhiều màu, nó nở mỗi lần á một cái bông cùng một cây thôi. Màu sắc của nó sẽ đậm nhạt và nó sẽ đổi màu như thế này, rất là đẹp. Người ta gọi là cây này, người ta gọi nó là cây cầu vồng anh chị. Tên khoa học của nó là Amazin Thái Lan, mã của nó là mã B16. Anh chị mình nghe không được tên thì mình cứ đặt mã cho em. Em có ghi mã cho nên anh chị mình cứ chốt theo mã là em sẽ lấy đúng cây cho mình nha. Mã B16. Đây cây bán thực tế đây. Cây này thì thân lá của nó cao mảnh khảnh như thế này nè anh chị. Thân này thân lá mảnh nhỏ lắm. Mảnh nhỏ nhưng mà hoa rất là to nha anh chị. Chị xem là hoa rất là to. Màu sắc rất là đẹp, 180.000 thôi. Mã B16. B16 180.000 thôi. Những anh chị nào mình thích chơi những cái cây mà màu sắc rực rỡ như thế này nè thì mình nhanh tay mình chốt cây mã B16 này cho em nha. Rất là đẹp luôn. B16 180.000 thôi anh chị ơi. Giá vừa mềm mà hoa rất là đẹp nữa.
B16 180.000 nha anh chị. Mình thích thì mình nhanh tay mình alo em để mình đặt hàng nha. Mình cứ bấm kênh, bấm theo dõi kênh YouTube của em á, để mình cùng xem thêm nhiều mẫu hoa, và có những mẫu hoa mà cây hoa nở tại vườn nha, em sẽ làm quay video lên thì anh chị mình có thể ngắm những cái mẫu hoa thực tế tại vườn á, thì mình xem mình có thể mình thấy những cái màu nào đẹp hợp nhãn với mình thì mình cùng sưu tầm nha anh chị. Tiếp theo lên cho anh chị mình một cây màu hồng. Cây này là cây Seto, tên khoa học của nó là Triumbon Coronation. Tên khoa học của nó dài quá, nó không được gọi tắt, nó là Seto thôi nha anh chị, mã B17. Seto mã B17. Đây cây em bán thực tế đây, cây này thì thân lá rất là to nha anh chị, nào mà thích những cái dạng thân lá to thì mình có thể chơi cây Seto này màu hồng. Đó, rất là đẹp luôn, 150.000 một chậu. Đó, cát Seto. Cây này rất là xưa rồi nha anh chị, màu hồng trong họng lưỡi màu vàng nè. Cây này rất là xưa, rất là lâu rồi. Đó, thân lá cực khá là to luôn. Đó nha anh chị, mình chơi thích những cái cây dòng thân lá to thì mình chốt ngay cây Seto này cho em nha, 150.000. Mã B17. Mã của nó là mã B17 nha anh chị, B17 150.000 thôi. Đây chậu cây bán thực tế đây, cây thì sai thân lá rất là to. Những anh chị nào thích cây thân lá to thì mình chốt mã B17 này giùm em nha, 150.000. Mình mua đơn hàng từ 3 chậu để em bao ship cho mình luôn, cho nên anh chị mình mua hàng mình không phải lo về phí ship, cứ đặt hàng đơn hàng 3 cây là em bao ship cho mình luôn nha. Tiếp theo lên cho anh chị mình một cây cát hoa to rất là thơm. Hoa to rất là thơm luôn, mà hoa này nó nở vào dịp Tết nữa. Cho nên những anh chị nào mình chơi lan, mình thích có hoa để ngắm vào Tết ấy, thì mình không thể bỏ qua cây này nha anh chị. Cây Bachera Fancy, mã B13. Đó, anh chị thấy chưa, hoa rất là đẹp, phối màu cực kỳ đẹp luôn. Cánh hoa là màu hơi hồng hồng nè, bệt màu tím ở cánh nè, ở trong ở giữa thì lại là màu vàng, mắt vàng nè, lưỡi đỏ, lưỡi tím nè. Rất là đẹp luôn, mà hoa phải nói là cực kỳ thơm luôn nha anh chị. Nằm hít những cái cây hoa thơm thì không thể bỏ qua cây này nha anh chị. Bachera Fancy giá siêu mềm luôn, chỉ 130.000 thôi. Bachera Fancy 130.000, cây này là mã B13. B13 chỉ có 130.000 thôi nha anh chị. Mình yêu thích cái cây này thì mình nhanh tay mình chốt nha. Cây này thì khá là xiên hoa, cực kỳ xiên hoa luôn, lên thân mới là sẽ cho hoa. Nhưng mà đặc biệt vào cái dịp mùa gần Tết ấy, là cây nó lại trổ hoa đúng vào cái dịp Tết nữa, cho nên anh chị mình có hoa để chơi Tết luôn. Nó rất là tiện, rất là lợi luôn. Mình thích hoa mà để chơi Tết thì không thể bỏ qua cây này nha anh chị. Nó rất là đẹp luôn, 130.000 thôi, mã B13 nha anh chị. Ở mình yêu thì mình nhanh tay mình chốt em mã B13. Rất là đẹp, hoa cực kỳ đẹp, cực kỳ thơm luôn. Tiếp theo lên cho anh chị mình một cái cây thân lá thấp ngắn, lá tròn rất là đẹp luôn, nhìn cây thôi rất là cưng rồi. Đây, nhìn thân lá cây thì khá rất là cưng rồi. Hoa cực kỳ to luôn. Mã T3 Bachera Fancy. Ô anh, cây này cây trăm thông Fancy. Trăm thông Fancy nha anh chị, mã T3. T3 rất là đẹp luôn. Đây. Cây này thì hôm nay em bán còn ít thôi, cho nên em bán giảm giá cho mình là 130.000 một chậu thôi. Đó, cây này còn em còn vừa em còn khá là ít, cho nên em bán giảm giá cho mình để cho hết em nhập hàng mới về. Đó, 130.000 thôi, T3 nha anh chị. Đó, nha anh chị nào mình thích chơi hoa to mà thân lá hấp ngắn mà lá tròn tròn ở úp như thế này nè, thì mình chơi cái cây trăm thông Fancy này nha. Rất là đẹp luôn, hoa cực kỳ to. Nó là màu vàng viền đỏ nha anh chị. Nó nở thì cái này nó sẽ là màu vàng, ở trong màu vàng là viền, ngoài cánh nó sẽ màu đỏ, rất là đẹp luôn. Đó, cây cực kỳ đẹp, cây em bán đi là sai, đã trưởng thành rồi, cho nên về mình trồng cây bám, cây ổn định, lên thân mới là sẽ cho hoa nha anh chị. Đó, cây cắt ra thì rất là xiên hoa, hoa quanh năm, cho nên mình trồng cứ lên thân mới là sẽ cho hoa. Đó, 130.000 thôi, Bachera Fancy nha anh chị, mình nhanh tay mình chốt cho em mã T3. T3 nha, mình cứ kết bạn Zalo với em số 0933124442. Đó, mình cứ chốt mã nè, cho em địa chỉ số điện thoại thì em sẽ gửi hàng cho mình nha. Đơn hàng 3 cây là em bao ship cho mình luôn, cho nên anh chị mình mua hàng mình không phải lo ngại về phí ship. Lên cho anh chị mình một cây màu vàng, lưỡi đỏ rất là đẹp. Lưỡi này lưỡi đỏ cam, nó nghiêng về cam hơi nhiều. Đó, phối màu rất là đẹp luôn. Cây này là mã T4 thông Subano 4 nha anh chị. Rất là đẹp luôn, hoa rất là to, nở hoa phải nói là cực kỳ chuẩn luôn. Lần nào nở cũng hai bông là như thế này. Mình trồng lực thì nó sẽ lên được khoảng tầm 3 bông. Đó, rất là khỏe, rất là đẹp luôn. Đây, cây em bán cũng đã trồng thuần bằng than rồi. Đó, vườn em đó là năm nay đã cứ nhập cây nào về bán một số thì để trồng lại, và khi bám rễ ổn định là sẽ bán cho anh chị.
Nói như anh chị nào mình thích những cái cây đã trồng thuần rồi thì mình mua những cây đã trồng lại của vườn như thế này về mình chỉ treo lên chăm sóc và chờ ngắm hoa thôi. Nói như anh chị nào mình mới biết chơi mình chưa có kinh nghiệm thì mình cứ mua những cây đã trồng lại của vườn như thế này về treo lên chăm sóc thôi, giá chỉ có 150.000 mã T4. Cây rất là đẹp nha anh chị. Mã T4 đẹp từ hoa đến cây luôn. Đó, chậu đã trồng lại rồi nên về chỉ treo lên chăm sóc rồi chờ ngắm hoa thôi. Đó, rất là đẹp luôn. Mã T4 150.000 thôi nha anh chị. Tiếp theo lên cho anh chị mình một cây. Cây này nó có hoa mẫu mà nó đâu mất tiêu rồi. Lên cho anh chị mình một cây hắc lê tướng tem. Hắc lê tướng tem. Cái cây này là cây em trồng ở từ cây con lên cho nên là em bán giá là 150.000. Thì em cũng nói rõ cho mình luôn, cái lô này là lô em trồng từ cây con lên. Em mua cây con về á, em trồng nay cũng phải 3 năm mấy rồi. Mấy 3 năm mấy rồi anh chị. Đó nè, em trồng từ cây con lên mà đến lúc lớn cây sai cây trưởng thành như thế này là phải 3 năm mấy, vườn 4 năm rồi. Đó, nên là hôm nay cây nó trưởng thành, sai trưởng thành rồi thì em chia sẻ cho mình giá chỉ có 150.000 thôi. Đó, rất là đẹp luôn. Xanh màu cam mà trong họng lưỡi màu vàng, rất là đẹp luôn. Giá chỉ 150.000, cây này là mã T21 nha anh chị. Để em zoom cái bông lên cho anh chị mình xem, nó có một cái cây bông mà em treo hơi bị xa cho nên là không có lại luôn. Giờ đi thì nó hơi xa. Hôm nay em làm ở trong vườn. Mà cây hơi xa. Đây, đó một bông của nó này rất là đẹp luôn anh chị. Đó, T21 150.000 thôi. Mình yêu thích thì mình nhanh tay mình alo em số điện thoại 0933124442 để mình đặt hàng nhau, hoặc là mình có thể kết bạn với Zalo của em số 0933124442. Đó, mình cứ chốt mã nè, hoặc là mình ghi tên, hoặc là chốt mã cho em địa chỉ số điện thoại, em sẽ ship hàng cho mình nha. Đó, em gọi ship và bao ship cho mình đơn hàng khi mình mua từ 3 chậu nha anh chị. Anh chị mình cứ mua đơn hàng từ 3 chậu trở lên là mình không phải lo về phí ship nữa. Giao hàng tận nhà luôn, không tốn ship nha anh chị. Tiếp theo lên cho anh chị mình một cây màu trắng lưỡi tím nhung. Cây này hoa rất là thơm. Mà hoa nó cũng khá là dày, dày hoa nó khoảng tầm 3-4 bông luôn, một lít nở một lần luôn anh chị. Memana. Cây này thì nếu mà ai chơi cát rồi thì nhắc cái Memana thì ai cũng biết. Đó, rất là đẹp luôn. Memana này là mã T13 nha anh chị. T13. Cây em cũng đã trồng thuần rồi, hoa rất là thơm nha anh chị. Em trồng thuần bằng than rồi nè. Đó, chậu này là chậu phi 16, tất cả cây vừa em trồng đều là chậu size phi 16 và trồng bằng than. Cho nên là cây rất là bám rễ xuống rất là khỏe, rất là ổn định. Đó. Memana thì em bán giá cho anh chị mình sưu tầm chỉ có 130.000 thôi. Đó. Hôm nay em bán giảm giá là 130.000 thôi. Trước là em bán là 150, hôm nay em giảm giá bán cho tại còn ít tết, những cái cây nào còn ít thì số lượng ít thì em sẽ giảm giá xuống một chút để nhập cây mới về trồng tiếp. Nó rất là đẹp luôn, Memana 130.000 thôi. Hoa rất là đẹp, rất là thơm luôn nha anh chị. Anh chị mình yếu thì mình nhanh tay mình kết bạn Zalo với em, hoặc là mình có thể gọi điện trực tiếp qua số điện thoại 0933124442 của em để mình đặt hàng. Và mình nhớ đăng ký kênh YouTube Hoa Lan Cách Ly Da Mỹ Hạnh của em để mình xem thêm những cái mẫu hoa hoặc là những cái video bán hàng về Lan Cách Ly Da thì mình cùng xem để mình cùng sưu tầm nha anh chị. Em xin chào tạm biệt tất cả các anh chị ạ.